Đối với Tết Dương lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền văn hóa văn nghệ chào năm mới 2023 với quy mô hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tối 31 tháng 12 sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 tại quảng trường Hồ Chí Minh. Đối với Tết Nguyên đán sẽ tổ chức đêm hội sắc xuân miền Tây tại huyện Nghĩa Đàn. Ngày thơ Việt Nam, Hội báo xuân Nghệ An tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, tổ chức không gian Tết truyền thống, trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề ở nhiều điểm chương trình đón giao thừa các hoạt động vui chơi giải trí thương mại chợ hoa trò chơi dân gian chiếu phim du lịch lễ hội tại các địa phương